8 lời dặn sau khi nhổ răng khôn. Chào các bạn, thường thì bạn cần lưu tâm đến hai khoảng thời gian chính khi quyết định nhổ răng khôn. Đầu tiên là khoảng thời gian tại phòng khám nha, khi mà còn thuốc tê của nhổ răng vừa mới kết thúc. Tại thời điểm này thì nha sĩ sẽ làm chủ hoàn toàn cuộc nhổ răng và bạn chỉ cần làm theo những chỉ dẫn trực tiếp của bác sĩ. Khoảng thời gian thứ hai chính là khi bạn đã về nhà, lúc này thuốc tê đã hết và cơn đau bắt đầu kéo đến. Bạn cũng có thể thấy bị sưng, chảy máu, bạn không biết nên ăn gì, kiêng đồ ăn gì, chăm sóc vết thương như thế nào. Thậm chí là làm thế nào để thức ăn không bị rơi xuống cái hố vừa nhổ răng. Và trong chương trình giải đáp vì nụ cười Việt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa đến cho bạn những cái lời khuyên về việc chăm sóc hậu phẫu sao cho hiệu quả nhất. Tôi là bác sĩ Phương đến từ nha khoa Minh Châu. Sau khi nhổ răng khôn bị lợi trùm, răng mọc lệch hay bị sâu thì gây đau nhức, thông thường bác sĩ sẽ cho bạn cắt một miếng gạc trong miệng nghỉ ngơi trong vòng 10 đến 15 phút trước khi về nhà. Đầu tiên bạn sẽ cần phải kiểm soát chảy máu hậu phẫu. Chảy máu sau nhổ răng là một việc thường gặp do việc nhổ một chiếc răng chân dài sẽ khiến lộ cả vùng xương hàm bên dưới, rách cả một vùng lợi xung quanh và có thể thêm những phần đập nát tổ chức do nha sĩ sử dụng lực quá lớn. Với những trường hợp mà chủ động khâu đóng thì nguy cơ chảy máu sẽ ít hơn. Nha sĩ sẽ hẹn gặp cắt chỉ trong vòng 5 đến 10 ngày. Trong 24 giờ đầu tiên thì vẫn có thể tỉ ra một ít ở vị trí phẫu thuật. Bạn cần phải cắn miếng gạc để tạo ra một ép hỗ trợ cho việc cầm máu. Thời gian cho việc cắn miếng gạc thì nó không cụ thể, thông thường thì từ 30 phút, nhưng có một số người thì cắn có thể đến vài tiếng. Bạn cần cắn gạc cho đến khi nào chắc chắn là máu thôi chảy thì thôi. Có thể kiểm tra cái miếng gạc bằng cách là nếu trên miếng gạc có cục máu đông, đen hoặc tím hoặc màu đồng bạc thì hoàn toàn bình thường. Các bạn cần lưu ý rằng là không xúc miệng mạnh hay sử dụng nước sát khuẩn trong 24 giờ đầu tiên. Làm như vậy thì cục máu đông sẽ bị trôi mất, cản trở quá trình lành thương. Những ngày sau thì bạn có thể dùng thêm nước xúc miệng có chứa dung dịch cloxidin thì cũng rất là tốt. Vấn đề thứ hai là kiểm soát sưng. Sưng sau khi nhổ răng là một đáp ứng bình thường của cơ thể. Khi mà bạn có những cái tổn thương, bạn có thể giảm hiện tượng sưng nề này bằng cách uống thuốc kháng sinh, kháng viêm. Nha sĩ sẽ kê cho bạn một đơn thuốc khi mà nhổ các cái răng khôn khó, và không cần kê đơn nếu như mà nhổ những cái răng đơn giản và ít sang chấn. Bạn cần nghiêm chỉnh thực hiện việc uống thuốc để hậu phẫu sao cho nhẹ nhàng nhất. Uống thuốc kháng sinh thì cũng nên uống đủ liều lượng và đủ thời gian. Nhiều bệnh nhân uống kháng sinh 3 ngày thấy không còn sưng đau và lập tức ngừng thuốc. Điều này là không tốt do gây nên hiện tượng nhờn thuốc và sau này sẽ rất khó để điều trị những cái loại nhiễm trùng khác. Nếu như bạn mắc phải, 24 giờ đầu sau khi nhổ răng thì bạn nên chườm đá vào vùng da phía ngoài vị trí phẫu thuật. Bạn có thể dùng một chiếc khăn sạch hoặc một cái túi ni lông cho đá lạnh vào trong. Động tác chườm cũng nên ấn vừa nhả liên tục, tránh áp chặt vào một chỗ quá lâu. Bởi vì lúc này bạn đang có thuốc tê nên bạn không có cảm giác gì. Thường chườm đá 30 phút rồi lại nghỉ 30 phút, sau đó quay lại chườm liên tục như vậy trong vòng 2 đến 3 giờ đầu. Sau khi nhổ răng thì bạn nên giữ tư thế đầu mình ở vị trí cao hoặc là sử dụng một chiếc ghế tựa mà nghỉ ngơi, giúp cho phần nào giảm được hiện tượng sưng. Sau 2 ngày đầu tiên thì bạn có thể chườm nóng, dùng một chiếc khăn rồi lấy những vật nóng cho vào trong đó, ví dụ như là hòn đá này hay quả trứng, thậm chí là dùng một túi nước nóng cho vào một túi ni lông bọc xung quanh một chiếc khăn để chườm vào vị trí vùng phẫu thuật cũng được. Việc chườm nóng thì chỉ nên thực hiện sau 48 giờ và có tác dụng tăng vận mạch và làm cho cái vùng sưng này mau tan ra. Thứ ba đó là về các vấn đề vệ sinh răng miệng. Ngày đầu sau phẫu thuật, bạn không cần phải xúc miệng với các loại nước sát khuẩn. Từ ngày thứ hai trở đi thì bạn có thể sử dụng nước sát khuẩn có cloxidin hoặc là nước muối pha loãng. Đặc biệt là không dùng nước muối đặc hoặc là ngậm nước muối, vì lúc đó nồng độ muối quá cao sẽ cản trở cái sự hình thành của các cái tế bào mới, giúp ích cho cái sự lành thương. Việc xúc miệng thì cũng nên thực hiện khoảng 4 đến 5 lần trong một ngày. Chú ý là chỉ xúc miệng khi mà máu đã cầm hoàn toàn. Việc xúc miệng trong giai đoạn máu đang chảy thì sẽ làm cho cục máu đông không hình thành được. Bạn tuyệt đối không sử dụng tăm nước ít nhất trong 2 tuần đầu tiên. Và điều thứ tư đó là về chế độ ăn. Đầu tiên thì bạn nên ăn những cái đồ mềm, dễ nuốt và dễ nhai như là bún, mì, đặc biệt là có thể ăn cháo. Bạn cũng có thể dùng một ít loại kem hay sữa chua. Tuyệt đối tránh những cái đồ nóng, những cái đồ cứng hay là sắc nhọn như là xương, cánh gà, sườn. Bạn cũng không được nhai vào những cái vùng vừa mới nhổ răng để tránh cái nguy cơ làm tổn thương thêm. Bạn nên bổ sung những cái loại nước trái cây, trong đó chứa vitamin C thì sẽ giúp lành vết thương hơn, phục hồi cơ hơn. Nhưng cố gắng là không để thức ăn rơi vào cái vùng phẫu thuật. Nếu phát hiện ra thức ăn rơi vào vùng phẫu thuật thì bạn nên liên hệ với nha sĩ để nha sĩ gắp ra giúp bạn ngay. Việc mà dùng tăm hay là những cái dụng cụ sắc nhọn không được tiệt trùng mà đâm chọc vào vị trí nhổ thì có thể gây chảy máu và nhiễm trùng vết thương. Điều thứ năm đó là cần phải nghỉ ngơi. Bạn nên tránh những cái vận động mạnh trong vòng 1 đến 2 ngày đầu tiên. Thực ra thì sau khi nhổ răng thì bạn không cần phải nghỉ ngơi ở nhà hoàn toàn, vẫn có thể đi làm bình thường mà cũng không nên làm những cái việc quá là nặng nhọc.
khi mà nằm nghỉ ngơi thì nên kê cao gối và có thể lót một chiếc khăn vào gối. Điều này sẽ giúp là máu chảy ra thì không bị thấm vào gối hay những cái vật khó vệ sinh khác. Thứ sáu đó là hạn chế thuốc lá cho những ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật. Bạn nên kiêng tuyệt đối ít nhất là 3 ngày sau khi phẫu thuật. Trong thuốc lá thì có 3 thành phần chính, đó là nicotine này, acid hydric, và các chất này có thể có tác dụng là co mạch, rối loạn chức năng của tế bào đa nhân trung tính và làm giảm nồng độ oxy trong mô, giảm đáp ứng miễn dịch và từ đó sẽ làm chậm quá trình lành thương của bạn. Thứ bảy đó là kiểm soát đau sau nhổ răng. Bạn có thể được nha sĩ kê đơn thuốc, trong đó gồm thuốc kháng sinh, giảm đau và thuốc kháng viêm nhẹ. Bạn cần uống thuốc đầy đủ và theo lời dặn của bác sĩ. Ngoài ra thì khi vừa hết thuốc tê, bắt đầu xuất hiện những cái cơn đau đầu tiên, bạn nên uống thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau mà hay dùng trong nha khoa đó là viên sủi Efferagan, có thành phần chính đó là paracetamol. Mỗi lần dùng từ 1 đến 2 viên khi đau và cách nhau tối thiểu 4 giờ. Mỗi ngày thì không nên dùng quá 8 viên. Nếu bạn đau dạ dày thì cần phải thông báo cho bác sĩ biết để bác sĩ kê đơn thuốc phù hợp và nên uống khi mà sau khi ăn no. Một số lưu ý nữa đó là trong đơn thuốc bác sĩ kê, nếu như bạn uống thấy có dấu hiệu bị dị ứng, nổi mẩn ngứa, nổi mề đay thì cần phải ngừng thuốc và báo cho bác sĩ. Cuối cùng đó là không uống rượu bia sau khi mà nhổ răng. Bạn nên kiêng rượu bia ít nhất từ 5 đến 7 ngày cho tới khi vết thương đã ổn định. Trong khoảng thời gian sử dụng thuốc kháng sinh mà bạn dùng rượu bia thì sẽ làm giảm tác dụng của thuốc. Như vậy thì sau khi nhổ răng, bạn chỉ cần làm theo 8 chỉ dẫn ở phía trên, chỉ dẫn thêm cho mỗi bệnh nhân cụ thể như bị cao huyết áp hay là dị ứng thuốc tê thì bác sĩ sẽ cần cân nhắc riêng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video 8 lời dặn sau khi nhổ răng khôn của nha khoa Minh Châu ngày hôm nay. Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi vừa cung cấp sẽ giúp ích được phần nào đó cho các bạn. Tôi là bác sĩ Phương đến từ nha khoa Minh Châu.